chưa biết nhiều về ba la mật. Xin sư chỉ dạy, có phải mức độ tích lũy ba la mật tương ứng với các đạo quả khác hay không? Theo con biết trong kinh điển có những vị chứng sơ quả và hài lòng về quả chứng của mình. Vậy trường hợp một vị chứng sơ quả vẫn muốn chứng đắc cao hơn và vẫn tiếp tục nỗ lực để hành thiền thì vị này có cần tích lũy thêm ba la mật hay không? Thì với mong muốn chứng đắc cao hơn đó thì đã là do ba la mật tích lũy đủ nhưng chưa đủ duyên chứng. Nói như thế này đúng quý vị. Đúng là cái ba la mật á, mình gọi là ba la mật tức là những cái hạnh lành hướng đến quả vị giải thoát, và cái từ ba la mật đó thường dùng cho người phàm, thường dùng cho phàm. Xin lấy một ví dụ đi, có những người ở ở Việt Nam, ở Việt Nam mà muốn đi qua Mỹ chẳng hạn, thì cái người mà họ nhiều tiền á thì họ có thể đi máy bay hoặc là họ đi cái tàu du lịch, tức là cái du thuyền á, nó thoải mái. Và thậm chí là nếu mà đi máy bay họ cũng đi máy bay hạng thương gia. Nhưng có những vị ba la mật thì có những vị thì tiền kém hơn, ít tiền hơn, để tiền không nhiều bằng nhưng mà vẫn đủ tiền đi máy bay, nhưng mà đi máy bay hạng thường. Có những vị không có nhiều tiền như vậy, họ đi những cái thấp hơn, bằng những phương tiện thấp hơn, nhưng mà muốn thấp hơn như vậy đó, thí dụ như họ không có bay cái đường thẳng được, không có bay thẳng trực tiếp từ Việt Nam qua Mỹ được, mà họ phải transit. Sư, tại vì sư không có bay nhiều lắm cho nên sư giả dụ là có một chuyến là trực tiếp từ Việt Nam qua Mỹ ha, giả dụ như vậy. Thì nếu họ không có đủ tiền, họ có thể là họ phải, để họ kiếm giá rẻ đó, họ có thể bay phải transit qua nhiều chặng thì họ mới đến được Mỹ. Nhưng mà có những người họ nghèo nữa, thì họ phải đi đi trên những chiếc xuồng, những chiếc thuyền mà đi lậu lên lên trên biển rất là nhiều ngày mới tới nơi. Rồi có những người họ nghèo nữa, họ không có tiền nữa thì họ phải đi bằng đường bộ. Đấy, có nghĩa là muốn từ đây qua Mỹ có nhiều cách, tùy thuộc theo anh có nhiều tiền hay anh có ít tiền, mà cái chặng đường của anh ấy nó xa hay nó gần, nó cực khổ hay nó sung sướng. À, nhưng mà rốt cuộc thì nó vẫn tới nơi, vẫn tới nơi thôi. Và trên giả sử như á, cái vé máy bay hạng thương gia để qua Mỹ, sư một lần nữa sư không có biết cái giá thị trường. Sư giả sử ha, thương gia sư giả sử như nó chừng 20-30 ngàn đi, ví dụ như vậy, thì cái vé mà thấp nhất mình đi từ đây qua Mỹ thì có thể là nó chỉ cần có 5-7 triệu thôi, ví dụ như vậy, sư lấy ví dụ thôi ha. Thì khi mình bỏ tiền ra như vậy thì mình không phải bỏ thêm một cái đồng tiền nào nữa hết. Nhưng cái sự khác biệt là sự khác biệt về thời gian mình đi đến nơi đó. Cái thứ hai là sự khác biệt về trải nghiệm của mình đi đến nơi đó. Cũng vậy, đối với một vị mà hành ba la mật á, thì cái vấn đề là do tích lũy cho đến khi trước khi thành thánh thôi. Còn khi đã thành thánh rồi đó thì nó lại khác nhau. Cái vị muốn tích lũy ba la mật nhiều như là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, suốt một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, thì khi thành một vị A La Hán thì đó là vị A La Hán đệ nhất trí tuệ và đệ nhất thần thông. Những vị chứng ba la mật, tích lũy ba la mật thấp hơn thì các vị đó có thể là một vị A La Hán biệt hạnh hoặc là A La Hán thường. Còn những vị mà ba la mật ít hơn nữa thì vị ấy chỉ có thể chứng sơ quả, nhị quả hoặc tam quả. Nhưng cái quan trọng á, cái quan trọng là vào được trong cái dòng thánh quả, thánh đạo thánh quả. Và khi mà đã vào được rồi, nó chỉ khác nhau ở chỗ thời gian cho đến khi nhập niết bàn dài hay ngắn. Và cái sự hưởng thụ, cái sự trải nghiệm từ giờ cho đến đó là nhiều hay ít. Có những vị đó
trải nghiệm cái đời sống A-la-hán rất là cực khổ, tức là bị ghẻ lỡ, bị bệnh hoặc là bị người ta ghét, bị người ta đánh đập, nhưng mà cũng A-la-hán, nhưng mà sau đó cũng nhập Niết bàn. Nhưng mà có những vị như ngài Sivali đi vào trong rừng thì cũng không sợ đói. Cho nên ấy, ba la mật nhiều ít nó quyết định là khi anh chứng quả vị thánh rồi đó, cái khoảng thời gian nó dài hay nó ngắn từ đây cho đến khi anh nhập Niết bàn, nó dài hay nó ngắn khác nhau. Chứ anh không cần phải vun bồi thêm ba la mật nữa. Cái thứ hai là cái sự trải nghiệm trong cái khoảng thời gian mà anh từ cái quả, từ lúc anh chứng thánh cho đến khi anh nhập Niết bàn. Và một điều nữa quý vị nên nhớ như thế này, một vị chứng sơ quả, dầu cho vị ấy dễ vui thì vị ấy vẫn không luân hồi ở cõi dục quá 7 kiếp. Tức là nói cho vui vậy thôi, chứ còn một vị đã chứng sơ quả rồi, vị ấy không có dễ vui đâu. À, nó không dễ vui đâu. À, giống như á, là một cái đứa học sinh giỏi, mình nói với nó là dù cho nó có làm biếng đến đâu đi chăng nữa, đứa học sinh giỏi thì nó cũng không thể nào mà trở thành, nó bị ở lại lớp được. Bởi vì cái đứa giỏi á, giả sử như nó không học bài, nó không ôn bài trước ngày thi, nó không học bài, không ôn bài, thì giỏi lắm thì nó chỉ bị điểm hơi thấp tí xíu thôi. Ví dụ như bình thường nó được 10 điểm thì nó thi nó chỉ được 7 8 điểm. Đứa thật sự giỏi nha. Bởi vì cái đứa giỏi á, nó chỉ quan niệm là làm sao để đứng đầu lớp, làm sao để lấy học bổng. Chứ đứa học sinh giỏi nó không bao giờ nó có suy nghĩ là làm sao để không bị ở lại lớp. Hơn nữa đó, chỉ có đứa học sinh giỏi nó mới biết được cái chuyện này. Ngồi ở trong bài thi, toàn bộ từ trên xuống dưới biết làm hết. Nó không không cách chi nó đập giấy trắng được. Muốn nó đập giấy trắng thì nó kỳ ghê lắm, nó kỳ ghê lắm. Giả như mà một cái đứa mà học dốt á, bắt nó đập giấy trắng thì cái chuyện đó bình thường. Nhưng một đứa học sinh giỏi mà kêu nó đập giấy trắng nó kỳ lắm. Hoặc là một đứa học sinh giỏi khi nó làm bài á, mà kêu nó cố tình nó làm sai á, nó kỳ ghê lắm, nó làm không được chuyện đó. Cho nên nói thì nói là một vị sơ quả giàu dễ vui cũng chỉ còn 7 kiếp, nhưng nói vậy thôi chứ một vị sơ quả không còn dễ vui nữa đâu. Nhớ giùm. Và nếu như cái sự dễ vui của vị sơ quả thì cũng dễ, cũng mình cũng không bằng gốc, tức là dễ cũng siêng hơn mình rất là nhiều. Chứ đừng có nghĩ là vị sơ quả dễ vui chắc mình cũng y chang mình, không phải nha, không phải nha.